Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin chuyển nhượng ngày 2 tháng 12 của chúng tôi ngày hôm nay. Lewandowski tìm đường sang Real Madrid, Liverpool trèo kéo sang Barca, Dortmund nhắm tiền đạo thay Haaland là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong 24 giờ qua. Tờ AS khẳng định tiền đạo Robert Lewandowski đã đánh tiếng với người đại diện tìm đường để rời Bayern Munich gia nhập Real Madrid vào hè 2022. Chủ nhân quả bóng bạc 2021 hiện còn hợp đồng với Bayern đến năm 2023 và muốn tìm kiếm thử thách mới ở giai đoạn cuối sự nghiệp. El Nacional đưa tin Liverpool đang nỗ lực trèo kéo trung vệ Araujo rời Barcelona. Torres sẵn sàng trao ngôi sao 22 tuổi, bản hợp đồng hấp dẫn nhằm đưa anh rời Nottingham. Newcastle là đội bóng mới nhất bày tỏ quan tâm tới trung vệ trẻ Nat Phillips của Liverpool. Tờ The Telegraph khẳng định ngoài chiếc chòe, West Ham cũng đang để mắt tới cầu thủ 24 tuổi. Liverpool đã từ chối cơ hội chiêu mộ tiền vệ Isco phía Real Madrid. Cầu thủ 29 tuổi đang là hàng thừa tại Los Blancos và sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè 2022. Dortmund đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo 22 tuổi Nunes phía Benfica. Đây được xem là bước chuẩn bị nhằm thế chỗ Erling Haaland có thể ra đi vào hè 2022. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Fiorentina đang đàm phán với Lidl nhằm chốt vụ mua tiền vệ Nanitamo Kikune. Cuộc thương thảo đang bước vào giai đoạn cuối cùng sau khi các thỏa thuận cá nhân đã thống nhất. Đề nghị chính thức là 15 triệu euro. Tiền đạo lão tướng Ibrahimovic muốn gia hạn hợp đồng với Milan. Ngôi sao 40 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè tới nhưng vẫn muốn cống hiến cho Rossoneri thêm một mùa giải nữa. Tin từ Marca, Liên đoàn bóng đá Barca muốn chiêu mộ hậu vệ Cesar Azpilicueta của Chelsea theo dạng tự do vào hè 2022. Hiện tại, Azpilicueta chỉ còn hợp đồng với Chelsea đến cuối mùa 2021-2022 và Barca hy vọng hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ không gia hạn hợp đồng với The Blues để có thể thuyết phục anh gia nhập câu lạc bộ theo dạng tự do. Liên đoàn bóng đá Bayern đang có kế hoạch tăng cường cho vị trí hậu vệ phải và họ đã hướng sự chú ý tới Dani Carvajal của Real. Carvajal còn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến tận năm 2025. Giá trị của anh được ước tính vào khoảng 25 triệu euro. Tiền vệ Ivan Perisic không định sang Đức đầu quân cho những đội bóng cũ như Wolfsburg hay Bayern Munich khi kết thúc hợp đồng với Inter Milan vào mùa hè năm sau. Thay vào đó, anh đang cân nhắc đầu quân cho Tottenham để được tái ngộ ông thầy cũ là Antonio Conte. Phần tin này cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày 2 tháng 12 của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.